Rồi, đây là con chó Bắc Hà vừa mới mua hôm nay ở trên bản chuyển về Đồng Van. Cho lùi lại để ngắm tí nào. Hôm nay về Hà Nội cho đi spa luôn ở Việt Đức. Phòng khám Việt Đức, số 1 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy. Đây, nhìn cái lông của nó này. Đang bẩn này. Nuôi theo kiểu cổ truyền. À, lông bết này. Thả lỏng cổ ra. Rồi. Ok, cho em đi đổi đời đi, cho lên trên đây. Đấy, Bác Hà cũng rất là thân thiện. Nhanh bắt nhịp. Để chờ chút nữa rồi sẽ quay nó sau khi nó spa xong. Chả nhìn thấy gì cả. Đây là sau khi đã tắm xong. Có ai không nhận ra không? Đó. Bờm lông à. Lưng nè. Rất đẹp. Đuôi. Ok. Bắc Hà. Xù. Bờm lông lưng rất đẹp. Dải yếm ở trên lưng. Phớt vàng. Người thì lại màu trắng. Nào. Ra đây nào. Gọi tên em là gì được nhỉ? Bạch công tử. Ha. Ê. Hey. Đến tuổi thanh niên này đừng có đừng có định đái đánh dấu ra đấy nhá, là ăn bụp đấy. Nào. Tiểu Bạch. Nào. Đẹp mê luôn. Nhử nhử tí đi, nhử tí đi để quay video nó tí nào. Màu trắng dễ lên video. Ở sở ra kia chơi với này. Với này nhà tạo mẫu tóc cái kìa. Ra kia chơi. À còn chưa sờ. À may quá em đủ 2k. Chưa thèm nhìn cà, mới bắt xong. Chưa thèm kiểm tra cà của em. Nào chúng ta chụp kiểu ảnh nào. Nhá, chúng ta chụp chung kiểu ảnh nhá, được không? Nhá, đeo cái dây vòng cổ vào và chụp kiểu ảnh.